Cuộc đời như những chuyến xe, người lên người xuống, người về người đi, lúc hội ngộ lúc phân ly, nụ cười tiếng khóc có khi lặng buồn, kẻ cùng đi xuống giữa đường, gặp nhau phút chốc vô thường chào nhau, vẫy tay gạt vội niềm đau, rồi mai tiếp chuyến xe đầu lại xa. Chuyến xe trong cuộc đời ta đến giây phút cuối chỉ là ta thôi. Vỗ tay một cái cho nó có một phí. Chúng tôi lấy hai cái ý. Cái thứ nhất là gì? Tức là chúng ta sau khi chết đi vẫn còn tái sanh nữa, vì sanh mình chưa tận, phẩm hạnh mình chưa thành, việc cần làm mình chưa làm, sau đời sống này tiếp tục còn sanh tử. Lấy cái ý rằng là Đức Phật thì Ngài tuyên thệ là sanh đã tận, phẩm hạnh đã thành, việc cần làm Ngài đã làm, sau đời sống này Ngài không còn đời sống sau nữa. Đó là cái câu kệ thứ nhất của cái sự kiện đầu tiên, đó là đản sinh. Sự kiện thứ hai, trong cái ý nghĩa tam hợp, là ba cái ý nghĩa, ba sự kiện cùng một ngày đều là trăng tròn tháng quê sắc, nhưng mà khác năm. Nghĩa là khi Đức Phật đản sanh ra thì sau 35 năm thì Đức Phật thành đạo. Rồi đến khi Ngài 80 tuổi thọ nhập diệt Niết Bàn cũng đúng vào ngày trăng tròn tháng quê sắc. Vì ba sự kiện này nó cùng một cái ngày trăng tròn tháng quê sắc nhưng mà khác. Khác gì? Khác năm. Đúng rồi, phải nhớ vậy. Sự kiện thứ hai là khi Đức Phật Ngài giác ngộ dưới cội cây Bồ Đề. Lúc bây giờ Ngài tròn 35 tuổi. Chúng tôi nói theo lịch sử của Phật giáo Nam Truyền có sự khai khác một chút với những cái lịch sử của Phật giáo Bắc Truyền. Và khi Ngài vừa chứng ngộ đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác thì Ngài nói lên lời cảm thán đầu tiên từ kim ngôn của Đức Phật. Lúc bấy giờ trên hành tinh này là có vị Phật xuất hiện. Nhưng trong bài kinh Hy Hữu Vị Tần Hữu thuộc kinh Nikaya, kinh Tạng Pali Nikaya, diễn tả ra là một chúng sanh duy nhất sự ra đời của Đức Phật, một con người phi thường xuất hiện trên thế gian này vì hạnh phúc cho phần đông, vì lợi ích và hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Đó là Đức Phật. Và khi Ngài chứng ngộ rồi thì Ngài nói cái lời cảm thán như thế này: lang thang vạn kiếp luân hồi, tìm không thấy kẻ xây ngôi nhà này, ôi đời sống thật buồn thay, bèo mây bến cũ vẫn xoay lối về, hỡi này anh thợ nhà kia, rui mè kèo cột gãy lìa nát tan, bao tha mái thải điêu tàn, tâm ta thắng đạt Niết Bàn thảnh thơi. Ý nghĩa của câu này là gì? Đức Phật Ngài nói rằng là lang thang vạn kiếp luân hồi, có nghĩa là luân hồi vô số kiếp, vạn kiếp. Trong tam giới này, trong lục đạo này, tìm không thấy kẻ xây ngôi nhà này. Đối với quý vị, ngôi nhà này là ngôi nhà gì? Ngôi nhà ta, ngôi nhà ngũ quẩn này nè. Cái ngôi nhà mà năm cái khối nó gộp lại là sắc, quẩn thọ, quẩn tưởng, quẩn hành, quẩn thức, quẩn gộp lại. Một con người, một chúng sinh này nè, mà chúng ta tạm gọi đây là ngôi nhà. Mà mình cũng không hiểu từ khi nào mà mình lỡ ký cái hợp đồng xây nhà với cái ông thợ này nghe.
cái nhà này nó vừa sụp xuống cái nhà khác xây ra. Ghê vậy đó. Rồi cái nhà khác nó vừa sụp xuống cái nhà kế tiếp xây ra. Mà nó cứ như vậy xây hoài. Đức Phật ngày mai nói rằng là lang thang vạn kiếp luân hồi, tìm không thấy kẻ xây ngôi nhà này. Tìm cái ông thợ xây nhà này nè, ông ở đâu? Mà mình lỡ ký hợp đồng xây nhà với ông rồi, bây giờ đi kiếm mà ông đang chi? Đang chi quý vị? Để hủy cái hợp đồng xây nhà nó không xây nữa. Xây hoài khổ hoài. Không có cái khổ nào bằng khổ quẩn mà. Nghe cho kỹ nghe. Đừng có nói là khổ tiền, khổ bạc, khổ nhiều, không phải. Cái khổ quẩn mới là cái khổ lớn. Mình ngộ lắm, cái mà cần quan trọng thấy lớn thì mình lại không thấy lớn. Còn cái không quan trọng, không lớn thì mình lại thấy lớn. Giống như tôi hay nói vui là đời có ba cái ngu đó. Cái cần biết thì mình là không chịu biết, mà cái không cần biết thì mình lại muốn biết. Đó, nó lạ vậy đó. Tò mò lắm. Nhất là chuyện người khác á, muốn biết dữ lắm. Nghe ai kể về chuyện người khác mà lỡ mà bà ngưng giữa chừng á, hỏi, ủa làm sao nữa, kể tiếp đi. Mà chuyện mình thì mình không biết. Những cái chuyện tu tập Phật Pháp thì họ là không muốn biết, mà phải biết chuyện người khác. Đó là hai cái ngu. Nhưng mà cái ngu thứ ba nó ghê hơn nữa là gì biết không? Biết mà biết không rành cũng là một cái ngu. Vì sao? Vì thường thì mình nghe có một nửa à, mình hiểu thì có một phần tư à, nhưng mà mình kể lại thì gấp đôi là ghê. Cho nên cái quan trọng thì mình lại cho không quan trọng, mà cái không quan trọng thì mình lại quan trọng. Đức Phật ngài mới tìm không thấy kẻ xây ngôi nhà này, ôi đời sống thật buồn thay. Nó cứ sanh lên rồi chết xuống, rồi lại tiếp tục sanh lên rồi chết xuống. Trong tam giới này nó giống như một cái ao bèo vậy đó, nó xoay vần xoay vần. Mới nhìn cái ao bèo đó, biết không? Bèo nó cứ trôi dạt vòng 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 trong cái ao đó. Tìm không thấy kẻ xây ngôi nhà này, ôi đời sống thật buồn thay, bèo mây bến cũ vẫn xoay lối về. Đó, y chang như cái ao bèo vậy đó, cứ xoay vần xoay vần. Hỡi này anh thợ nhà kia, rui mè kèo cột, gãy lìa nát tan. Bao tham ái thải điêu tàn, tâm ta thắng đạt, niết bàn thảnh thơi. Như vậy thì trong cái bài kệ này, chúng tôi xin đố quý vị, người thợ xây nhà là ai? Ai trả lời đúng? Người thợ xây nhà này chính là tham, tham ái. Tham ái. Ai quy y Đức Phật, chánh pháp và chư tăng, ai dùng chánh tri kiến, thấy được bốn thánh đế. Thấy khổ và khổ tập, thấy sự khổ vượt qua, thấy đường thánh tám ngành, đưa đến khổ não tận. Thì khi Đức Phật giác ngộ rồi, ngài giảng cái bài pháp đầu tiên. Sau đó 2 tháng, đúng vào ngày rằm tháng 6, Đức Phật ngài đi từ chỗ Bodh Gaya đến cái Isipatana đó. Sau khi 49 ngày sau ngày khởi hành, ngài đi cái hành trình đó, đi đến đúng ngày rằm tháng 6, ngài tới ngay chỗ vườn Lộc Giả để ngài giảng bài pháp đầu tiên. Và nội dung của bài pháp đầu tiên này là ngài nói đến, nêu lên 4 cái chân lý, hay còn gọi là tứ diệu diệu đế, hay còn gọi là tứ thánh đế. Tại sao có tên là tứ diệu đế và có tên là tứ thánh đế?
tứ diệu đế tức là bốn chân lý vi diệu. Và nếu bốn chân lý vi diệu này ai liễu ngộ được thì nó sẽ trở thành là tứ thánh đế, tức là bốn chân lý mà giúp chúng ta trở thành bậc bậc thánh, bậc vô lậu, bậc mà sanh đã tận, phẩm hạnh đã thành đó. Như vậy thì cái trong bốn sự thật này, sự thật thứ nhất là gì? Khổ đế, đúng không? Tức là chân lý thứ nhất là khổ, khổ đế. Mà chúng ta hay nói là đời là khổ đó. Nhưng mà Đức Phật Ngài dạy cái khổ đế này là nó có 8 cái phần. Đó là gì? Sanh, sanh khổ, sanh là khổ. Cha tí bí đúc kha, sanh là khổ. Cha ra tí bí đúc kha, già là khổ. Áp gia tí bí đúc kha, bệnh là khổ. Marana tí bí đúc kha, chết là khổ. Cầu bắt đắc khổ. Ái biệt ly khổ. Quán tấn hội khổ. Nói tóm lại là chấp năm quẩn này là khổ. Mà chúng tôi đọc cái khổ đế này thì chúng tôi không thấy cái câu nào là không tiền là khổ, không được yêu là khổ, không được thương là khổ. Mà mình bây giờ cứ không tiền là khổ. Cái đế chân lý thứ hai là gì? Tập, tập đế. Tập đế có nghĩa là nguyên nhân sanh ra sự khổ, đúng không? Mà nguyên nhân sanh ra sự khổ đó là gì? Tham ái. Đó là người thợ xây nhà mà chúng ta lỡ ký hợp đồng rồi. Hãy còn cái người thợ này thì họ tiếp tục họ xây cho mình thôi. Sẵn đây thì chúng tôi xin được phép hỏi quý vị là chúng ta còn tham ái không? Còn đó. Như vậy thì chúng ta còn tiếp tục có cái nhà mới không? Còn đó. Cho nên theo tinh thần của Phật giáo Nam truyền á, mỗi lần mà đi đám tang á thì thường các sư tụng cái bài kinh gọi là năm điều quán tưởng mà Đức Phật dạy. Thế Tôn lời dạy tỏ tường năm điều quán tưởng phải thường xét ra. Thứ nhất là ta đây phải có sự già, thế nào tránh thoát lúc qua canh tàn. Thứ hai là gì? Ta đây bệnh hoạn phải mang hay bệnh tật phải mang, thế nào tránh thoát đặng an mạnh lành. Thứ ba là gì? Ta đây sự chết sẵn dành, thế nào tránh thoát tử sanh đến kỳ. Tức là cái nghiệp nó đến lúc rồi phải đi. Mình có một cái sự sẵn dành cho mình, đó là sự chết. Ngày xưa ở dưới quê chúng tôi thấy mấy ông bà cụ hay mua sẵn cái hòm để trong nhà, nhắc mình là có cái sự chết để dành đó, sẵn dành cho mình đó. Hỏi cái hòm này để làm chi vậy? Dành cho tôi đó. Ngày xưa vậy đó. Tức là đúng với lời Phật dạy phải quán niệm vậy. Thứ tư là gì? Ta đây phải chịu phân ly, nhân vật quý mến ta đi miệt mài. Nhân là người và cả đồ đạc. Người đây có người thương, người rất thương. Đồ đạc ở đây rất là quý, vàng bạc châu báu tài sản vân vân. Nhưng mà phải chia ly. Thì bản chất của thế gian là vô thường, đưa đến chỗ hoại diệt. Bản chất của thế gian là vô hộ vô chủ. Bản chất của thế gian là vô sở hữu, chết ra đi bỏ lại tất cả. Phân ly mà. Nó không chia tay mình thì một ngày đó mình cũng chia tay nữa. Có ai sống mãi ngàn năm giữ hoài không? Một khi thần chết hiện về, nào ai có thể chở che cho mình? Vợ con hay chồng con dẫu có chí tình cũng đành bất lực làm thinh đứng nhìn. Thứ năm là gì? Ta đi với nghiệp của ta, giàu cho tốt xấu tạo ra tự mình,
theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo phân minh kết kết thành. Quả báo rất là phân minh. Năm điều này chúng ta phải quán xưởng thường xuyên. Khi mà có người thân mất và chúng ta đi một đám tang của một cái người nào đó là mình đã quán được. Và ở đây thì chúng ta phải hiểu rằng là thấy người chết thì biết mình cũng chết. Thấy người đau mình khỏe được sao? Xe tang vừa khuất qua mau đưa người hôm trước, hôm sau đưa mình. Thân ai cũng án tử hình, khác nhau chút đỉnh thời gian ngắn dài thôi. Lỡ sanh vào chốn trần ai rồi, ráng lo tu tập để mai thoát sầu. Mình là lỡ rồi, lỡ sanh tử rồi, lỡ sanh vào chốn bụi hồng rồi, thì xin đi hết một vòng cho xong. Lỡ con, lỡ vợ, lỡ chồng hết rồi, lỡ tét lét hết rồi, thì xin hãy sống đẹp lòng đôi bên. Như vậy thì cái sự thật thứ hai đó là nguyên nhân sanh ra sự khổ đó là gì? Đó là tham, tham ái. Hãy còn tham là còn khổ, còn sanh, sanh tử. Khi nào hết tham thì mới hết khổ, mới chấm dứt sanh tử. Một cái bài test rất đơn giản, tự hỏi mình còn tham hay không. Đó. Và mình cũng tự xét xong rồi tự trả lời luôn, còn tham. Đó. Như vậy thì còn tham thì còn sanh tử. Còn tham thì còn khổ, sanh tử mới là quan trọng nghe. Sanh tử mới là sự đại. Sự đại là việc lớn đó. Cái chuyện sanh tử là cái việc lớn, mình phải lo cái chuyện này. Mà cái chuyện lớn thì mình không lo. Toàn mà mình lo chuyện lớn chuyện không. Nhưng mà chuyện lớn không làm mà làm lớn chuyện không. Sanh tử thì không lo mà lo sanh sự không. Mà hãy sanh sự thì gì? Sự nó sanh, nó quy luật. Thấy không? Nguyên lý nó vậy đó. Bởi tôi sanh sự nên sự tình nó mới sinh. Nếu không sanh sự, sự nào có sinh? Nhớ luôn chánh niệm để đừng sự sinh ơi ai. Nhớ lấy câu này thực tập hằng ngày, và luôn chánh kiến chánh tư duy, giữ tâm chánh định để lòng an vui, thoát dòng sự sinh. Cái chuyện sanh tử mới là quan trọng. Hãy còn tham còn ái, tức là còn sanh tử. Và ráng nhớ thêm câu nữa, hãy tham nhiều thì khổ, khổ nhiều. Tham ít thì khổ, không tham thì không. Mà mình đây sao ai mà không tham? Mình ở đây là một là ít, hai là nhiều. Đâu ai nhiều đâu, giơ tay coi. Trời ơi, xin chia buồn quá trời vậy đó. Thấy mình tham nhiều thì mình thừa biết là mình khổ nhiều. Khỏi phải hỏi thầy tại sao con khổ. Tự hỏi mình tại sao mình khổ. Lý do gì mình tham? Tham nhiều. Mà đạo Phật dạy là mình phải bỏ, phải buông. Mình đâu có bỏ buông đâu. Cái khổ con người lý do là gì? Thứ nhất là buông không đành. Miệng nói buông nhưng mà trong lòng chưa bỏ. Tạm gọi là buông mà chưa bỏ. Thứ hai là nghĩ không thông. Thứ ba là nhìn không thấu. Thứ tư là quên không được, cho nên khổ hoài. Mình là thuộc cái dạng gì biết không?
ngày nào cũng vệ sinh mà sao không thật sạch, ngày nào cũng kế hoạch mà sao vẫn chưa xong, ngày nào cũng muốn mong mà sao vẫn chưa đủ, ngày nào cũng thiền tu mà đạo quả vẫn còn xa, ngày nào cũng cố ta mà sao vẫn thấy khổ, đúng không? Cho nên thừa biết rằng là tại sao mình khổ là tự trả lời ngay, vì mình còn tham. Còn tham là phải còn khổ. Hôm nay chúng tôi giảng cái bài pháp là cúng dường cao thượng, là chúng tôi muốn quý vị là cúng dường lên Đức Phật một cách cao thượng nhất, đó là gì? Tu tập và thực hành lời dạy của Đức Phật. Giống như cái nghi thức tắm Phật vậy đó. Nói theo nghĩa trắng là nghĩa đen nha. Chứ Phật thì Ngài thanh tịnh sạch sẽ lắm, không như mình đâu. Trong 32 tướng tốt và 80 tướng phụ hay 80 về Đức Phật, có một cái tướng rất là đặc biệt là da của Đức Phật bụi nó không có đóng. Còn da mình mà chừng hai ngày không tắm, tắm ra một đống đất luôn. Không còn bụi nữa mà thành đất luôn rồi. Đức Phật có một cái điều đặc biệt là da Ngài bụi không đóng. Mà đây nó luôn nghĩa trắng nghĩa đen, đó là bụi trần đó. Cho nên có nhiều người thắc mắc cái vụ tắm Phật vậy lắm. Ở đây chúng tôi xin tặng quý vị bài thơ tắm Phật. Đâu phải mùa Phật, đâu phải mùa đản sinh, ta mới về tắm Phật. Người khéo tu mỗi ngày, thân tâm đều tươm tất. Dội gáo nước đầu tiên, tẩy sạch lòng tham ái. Dội gáo nước thứ nhì, trôi sân tâm não hại. Gáo thứ ba còn lại, cuốn sạch nghìn si mê. Mời chánh niệm trở về với ta từng giây phút. Đâu phải mùa Phật đản mới bố thí cúng dường, mở tâm từ vô lượng, sống chan hòa yêu thương. Phải đâu ngày Phật đản mới tắm Phật bên ngoài, bát chánh dòng tịnh thủy, tắm thân này không lời. Như vậy thì mình tắm cái gì, gột rửa cái gì vậy? Tham sân si của mình. Tắm đây chúng ta mượn cái hình thức để chúng ta tu tập, thực hành lời dạy của Đức Phật để chấm dứt sân tham sân si. Chứ không phải tắm Đức Phật, hiểu như vậy. Ba gói nước này là gột rửa tham sân si. Chúng ta phải hiểu ý nghĩa đó để khỏi phải thắc mắc tại sao mà mình tắm Phật có tội không, rồi vân 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 vân. Ý nghĩa thứ hai đó là Đức Phật thành đạo với cội cây Bồ Đề và Ngài nói lên lời cảm thán. Và ở đây chúng ta rút ra một bài học là chính cái tham á mới làm cho mình đau khổ. Thì mình tu pháp của Đức Phật là pháp ly tham. Pháp nào mà mình tu mà dẫn đến ly tham là pháp của Đức Phật. Pháp nào mà mình tu dẫn đến đa tham thì không phải pháp của Đức Phật. Mình tu làm sao cho nó thành hơi nước H2O nhẹ nhàng bốc lên. Chứ đừng tu theo cái kiểu mà giống như nước đổ ra cái tìm ở chỗ thấp nó chảy xuống không à. Mình tu làm sao ngày một mình nhẹ nhàng. Chúng tôi hay nói vui một câu là mình tu làm sao ngày một mình phải giống con chim sẻ hay chim én vậy đó, để bay lượn lên bầu trời mới thấy được không gian rộng rãi, mới nhìn bao nhiêu là cảnh đẹp. Chứ đừng tu làm sao mà ngày một riết giống như con chim cánh cụt vậy đó. Quý vị biết con chim cánh cụt không? Biết không? Nó cũng mang tên là một loài chim đó. Nhưng có đời nào nó bay nổi không? Đố quý vị lý do sao nó bay không nổi? Cái cánh nó thì cụt, mới gọi cánh cụt. Nó nhỏ cụt. Mà cái thân nó thì sao?
mập mạp nặng nề. Mình tu riết rồi mình nặng nề vậy sao bay nổi. Cũng mang tiếng một người tu vậy đó, mà nặng nề chấp nhất vậy đó, không buông được miếng nào. Hôm nay chúng ta học thêm một cái từ là tu tập, không phải để đạt một cái gì đó mà để bỏ đi một cái gì đó. Mình bây giờ bỏ bớt đi nhiều quá rồi, chỉ cần một chữ buông thôi là ta sẽ hết một đời khổ đau. Buông đi thì giả hết sầu, buông hờn, buông giận, buông câu hại người. Buông rồi miệng sẽ cười tươi, buông rồi sẽ thấy cuộc đời nở hoa. Buông hết ta lại thấy ta, chính tâm buông đó cho lòng an nhiên. Như vậy thì chúng ta phải tắm ba cái gáo nước là để bớt tham sân si đó. Hôm nay mình tu làm sao là phải bớt tham sân si. Mình xưng mình là con Phật thì phải làm giống Phật. Tam nghiệp mình phải thanh tịnh. Hồi nãy chúng tôi nghe hiệu trì ở đây hướng dẫn là Đức Phật có cái tịnh đức, tức là tam nghiệp của Ngài thanh tịnh. Ở chỗ đông người hay là chỗ vắng người đều là như vậy. Ngài nói sao Ngài làm vậy, Ngài làm sao nói vậy. Còn mình thì không có. Chỗ đông người thì mình tu dữ lắm, thu thúc dữ lắm. Nhưng mà chỗ vắng người là mình dễ vui. Mình là cái dạng gọi là thu thúc cò đó, biết không? Hiểu cái từ thu thúc cò không? Thu thúc tức là gìn giữ, đứng yên vậy đó. Giống như con cò, quý vị biết không? Con cò đứng gần bờ ao nó đứng yên à. Mà đứng yên để canh cái gì, quý vị biết không? Canh con cá. Tại vì nó nhúc nhích cái cá nó đâu có lên đâu. Cho nên mình là thuộc cái dạng thu thúc cò. Cho nên mình thân không thì cộm cắp làm liều, miệng không nói dối đặt điều điêu ngoa, ý không tham ác gian tà. Tức là thực hành đức, tu theo Đức Phật là mình phải tu như vậy. Tu theo tam nghiệp mình cho nó chuyển quá. Thì đó mới là cái sự cúng dường lên Đức Phật một cách cao thượng nhất. Mà hơn nữa là chúng ta tu theo tứ diệu đế, tu theo tam vô lậu học, thì trong đó có giới, định, tuệ. Giới tức là tam nghiệp đó. Chúng ta làm sao mà thực hành được, tu tập được một lời dạy của Đức Phật, là hôm nay chúng ta cúng dường lên Đức Phật một cách cao thượng nhất, cao quý nhất. Mà xin thưa rằng là cái hạnh nghe pháp cũng là một hạnh tu đó. Hôm nay quý vị tề tụ về đây để nghe pháp, và chúng ta đang tu cái hạnh gì? Cái hạnh nghe pháp. 10 cái hạnh lành mà người Phật tử cần phải tu tập trau dồi, đó là gì? Bố thí nè, trì giới nè, tham thiền nè, cung kính nè, phục vụ nè, thính pháp nè, thuyết pháp nè, hồi hướng nè, tùy hỷ nè, cải thiện tri kiến. Đây là 10 cái hạnh lành mà người Phật tử cần phải tu tập. Cái chữ tu tập là mình trau dồi thêm. Giống như là mình tu thiền định vậy đó, là mình trau dồi thêm thiền định. Mình tu giới là trau dồi thêm giới. Như vậy thì hôm nay mình về đây đúng là mình đang cúng dường lên Đức Phật một cách cao thượng nhất. Xin tự vỗ tay chúc mừng mình. Hãy nhớ hạnh nghe pháp là một hạnh lành cần phải trau dồi và tu tập. Chứ không phải nói hôm nay nghe rồi ngày mai ở nhà ngày không được à. Báo cho quý vị biết là chương trình tuần lễ Pháp hội Phật đản lần đó là mấy ngày?
7 ngày. Ngày mai đi nữa nghe. Sang ý nghĩa thứ ba, sự kiện thứ ba trong cuộc đời Đức Phật là gì? Là Đức Phật Niết Bàn cũng đúng vào ngày trăng tròn tháng Quế Sắc. Và trước khi Đức Phật Niết Bàn thì Ngài có cái lời di huấn tối hậu, là cái lời dạy sau cùng của Đức Phật. Mình cũng giống như là mình gần cái người cha vậy đó, mình nghe cái lời dẫn tối hậu, là cái lời dẫn sau cùng mà rất là quan trọng của người cha mình là gì. Tất cả chúng ta đây là Phật tử, chúng ta có biết là trước khi Đức Phật Niết Bàn, Ngài dặn dò cái gì biết không? Dặn dò cái gì biết không? Không ai biết hết. Thường thường là cái người cha mà sắp sửa mất thì người con hỏi, cha, cha có dặn dò gì không? Cha nói mau mau đi, để con còn làm. Thì cái lời dặn dò, cái lời dạy sau cùng của Đức Phật mà được gọi là tối hậu. Cái chữ tối hậu là gì? Hậu là sau cùng, tối là vô cùng quan trọng. Và Đức Phật trong kinh Đại Bát Niết Bàn hay kinh Di Giáo, Đức Phật có dạy như thế này: hỡi này các vị tỷ khưu, nhớ lời tối hậu, lo âu phận mình, hữu vi là pháp cứu sinh, hữu vi là pháp cấu sinh, vô thường biến đổi, hữu hình hoại tiêu. Như Lai căn dặn một điều, gắng lo tu tập, chớ nhiều dễ vui. Như vậy thì lời dặn dò cuối cùng của Đức Phật là kêu mình gì? Gắng lo tu tập. Hôm nay mình mà tu tập, tức là mình cúng dường Đức Phật cách cao thượng nhất, và mình cũng thực hành cái lời di huấn sau cùng của Đức Phật: hỡi này các vị tỷ khưu, nhớ lời tối hậu, lo âu phận mình, hữu vi là pháp cấu sinh. Quý vị biết pháp hữu vi không? Pháp hữu vi là pháp mà nó có cái sự tạo tác. Hữu vi, hữu là có, vi là tạo tác. Hãy mà cái pháp nào mà nó có cái nhân tạo tác thì tất nhiên cái pháp đó phải có nhân. Nhân gì? Nhân diệt. Quy lực cái gì? Hãy có nhân sinh thì phải có nhân, nhân diệt. Mà cái đó là cái pháp hữu, hữu vi. Sankhara hay gọi là pháp hành. Cái pháp này nó làm mình khổ dữ lắm. Mà người con Phật phải tỏ ngộ cái pháp này. Cái pháp mà sanh tử, sanh diệt. Ở đây thì chúng ta thấy một điều lạ, là Đức Phật ra đời hay đản sinh cũng vào ngày trăng tròn tháng Quế Sắc. Rồi Đức Phật thành đạo hay Đức Phật nhập Niết Bàn cũng đúng vào ngày trăng tròn tháng Quế Sắc. Như vậy thì cái ngày sinh và ngày tử của Đức Phật là nó cùng một ngày trăng tròn tháng Quế Sắc mà khác năm. Như vậy thì mình tổ chức cái ngày kính mừng Phật đản thì cũng đồng nghĩa với cái mình tổ chức cái ngày kính mừng Phật Niết Bàn. Mà chúng ta thì ngày sinh với ngày tử khác à. Mình tổ chức mừng ngày sinh nhật chứ đâu có ai tổ chức mừng ngày chết đâu. Có ai tổ chức mừng ngày chết đâu. Ở đây không biết là Đức Phật có muốn để lại cho chúng ta một bài học hay là một cái thông điệp gì quý giá hay không, mà tại sao Đức Phật lại sanh ra và chết đi cùng một ngày. Và điều này chúng tôi cũng có thể, theo thiện ý của chúng tôi, nghĩ rằng là Đức Phật cũng cho chúng ta biết rằng là sanh tử là cái pháp đối đãi. Hễ có vui thì sẽ có buồn, hễ có sướng thì nó sẽ có khổ, có đến thì ắt có đi, có sanh thì ắt có diệt, có nhân thì ắt có quả. Mà chúng sinh thì lại không chấp nhận. Mình lạ một điều á, là mình chấp nhận một chúng sinh chào đời, nhưng mình lại không chấp nhận một chúng sinh lìa đời. Mình vui mừng chào đón một đứa bé chào đời,
Nhưng mà mình lại đau buồn khi một người nào đó lìa đời. Mà nếu như không có một ông lão 80 tuổi lìa đời thì làm gì có đứa bé sơ sinh chào đời. Nếu không có một cái bà cụ nào đó, một ông cụ nào đó đời trước là tiền thân của mình đó, mất đi thì làm gì kiếp này mình xuất hiện. Nhưng mà không hiểu tại sao mình lại thích vui mừng chào đón một người nào đó chào đời mà lại đau buồn khi chia lìa một người đó lìa đời. Thì đây chúng ta phải hiểu rằng đó là cái pháp đối đãi. Khổ đau và hạnh phúc vị ngọt đắng khác nhau, trong thực tánh chân đế bản chất đều như nhau. Hạnh phúc thì ẩn nước mắt, khổ đau thì ẩn nụ cười. Nước mắt và nụ cười đều chỉ là cảm xúc. Tất cả là pháp tánh theo nguyên lý vận hành, xoay vần không rồi có, hết diệt rồi lại sanh. Tất cả là pháp hữu vi, không vững và không bền, chả có gì đáng giữ, buồn xả lòng nhẹ tên. Cho một tràng vỗ tay. Như vậy thì hôm nay chúng tôi đến với ngày pháp hội đầu tiên tuần lễ Phật Đản của chùa An Lạc. Chúng tôi giới thiệu đến quý vị cái ý nghĩa tam hợp, đại lễ Quê Sắc Tam Hợp, để chúng ta hiểu thêm là cái ngày này theo Phật giáo Nam truyền là tổ chức cúng dường kỷ niệm ba cái sự kiện trọng đại trong cuộc đời của Đức Phật, đó là Đức Bồ Tát Đản Sanh, Đức Bồ Tát Thành Đạo và Đức Phật Nhập Niết Bàn. Và khi Đức Phật ra đời thì quý vị biết hạnh phúc thai chư Phật giáng sinh mà. Hạnh phúc thai giáo pháp cao minh, hạnh phúc thai tăng già hòa hợp và hạnh phúc thai tứ chúng đồng tu. Sự ra đời của Đức Phật, ai hữu duyên lắm, đại duyên phước duyên lắm thì mới được gặp Đức Phật. Trên thế gian này có bốn điều khó được. Điều thứ nhất là khó được sanh làm người. Điều thứ hai là được làm người mà khó sống lòng. Điều thứ ba là khó được nghe diệu pháp. Và điều thứ tư là gì? Khó gặp Phật ra đời. Khó gặp được Như Lai không phải đâu cũng có, chỗ nào Phật đản sinh nơi đó tất an lạc. Làng mạc đây núi rừng kia và thung lũng nọ lối về non cao, A La Hán trú nơi nào, dân cư chốn ấy suýt bao an lành. Thì kính thưa quý vị, thời gian cũng vừa phải lẻ cho cái buổi trình bày thời pháp cúng dường cao thượng. Thì chúng tôi muốn nói cái ý là sự tu tập và sự thực hành lời dạy của Đức Phật là sự cúng dường lên Đức Phật một cách cao thượng nhất trong tất cả mọi sự cúng dường nha. Hương đăng hoa quả, tất cả các lễ phẩm dân cúng của Đức Phật thì không có cái sự cúng dường nào cao thượng, cao quý bằng là chúng ta tu tập và thực hành lời dạy. Và đó cũng là lời di huấn cuối cùng của Đức Phật: gắng lo tu tập chớ nhiều dễ vui. Cái câu đó mới quan trọng. Thì trước khi dứt lời, cho phép chánh định gửi tặng quý vị một bài hát có tựa đề là Tình Pháp Duyên Tăng. Phật tự là tự thái tự đã qua dòng sông liên thiền, tìm đến Bồ Đề ngồi thiền quán tưởng. Ôi hạnh phúc duyên thai, từ đây
Đạo Phật ra đời tòa khắp nơi, đạo vàng thật là cao quý, Thái Tử Đạt đã tu hành tòa ngạc cho đời, đạo vàng chiếu sáng. Ôi Phật pháp duyên tăng, là tăng cần lo cho đời bớt khổ đau. Cùng chấp bàn tay hoa sen nhiễm màu, kính lễ Phật Đà với một niềm tin, chúng vui cho thơm hương đời bớt một niềm đau. Ngày mai hạnh phúc nơi nơi reo cười, đau thương nơi đâu sâu bi tham ái cách chia, ta đem yêu thương về cho nhân thế. Tìm về bạc chanh núp bóng từ bi trao người, diệt hết hận thù từ tâm khai mở. Ôi hình bóng Như Lai từ bi thành tâm muôn vàng con kính yêu. Ôi đời sống yên vui là vui, dịu nhau ta cùng chung sức tu. Hù 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 hù. Nghe tung hú mà vỗ tay lớn vậy. Quý vị biết cái chữ tung hú là gì không? Ngày xưa á, cái người nào mà dở tu á, tu lèo phè á, ta kêu tung hú. Còn ngày nay cái chữ tung hú nghĩa hiểu là nghĩa tích cực á. Quý vị hiểu tích cực nghĩa sao? Đi tu với hú người này người kia đi. Hôm nay mà không nhờ mạng xã hội hú cái gì, có gì biết đâu về đây. Không nhờ bạn bè gọi điện nhắn tin là hú cái gì mới về đây. Cho nên thời nay là tôi hú còn vậy chứ. Nghe hiểu nghĩa tích cực. Thì trước khi dứt lời, sư xin thành tâm cảm niệm công đức của Hòa Thượng Diện Chủ, Thầy Trụ Trì cùng chư Tôn Đức Tăng trong ban tổ chức chương trình tuần lễ Phật Đản Pháp Hội này. Mà chánh định vô cùng quan hỷ là được chư Tôn Đức chọn cho giảng cái bài pháp khai mạc đầu tiên. Và mong rằng là mở hàng làm ăn nó khá. Nghĩa là các buổi giảng sau nó sẽ đông đảo như vậy. Để lần sau ban tổ chức còn mời mở hàng chứ. Mở hàng mà không có tay của này nó vắng kiểu, lần sau không dám mời mở hàng nữa. Và cũng xin tri ân toàn thể đạo tràng Phật tử đã cho chánh định những tràng vỗ tay, những cái không khí vui tươi thật tuyệt vời để chánh định giảng cái bài pháp hôm nay được trọn vẹn và thành tựu. Kính chúc quý ngài cùng quý vị một mùa Phật đản vô lượng an lạc, vô lượng cát tường, an vui trong cuộc sống. Nam mô Phật pháp tăng tam bảo.